Theo báo VnExpress.net, Hà Nội sẽ lấy mẫu xét nghiệm nCoV hơn 3 triệu người thời gian từ ngày 9 tháng 8 đến 17 tháng 8. Mục tiêu của đợt xét nghiệm này là đánh giá nguy cơ, bóc tách F0, kiểm soát dịch. Diện được xét nghiệm gồm có 4 nhóm. Nhóm đỏ gồm có người di chuyển, lực lượng phòng chống dịch, công nhân bảo vệ. Nhóm cam gồm có nhà máy, cơ sở sản xuất, chợ, siêu thị, cơ sở y tế. Nhóm xanh gồm có người di chuyển ít Nhóm cuối là hộ gia đình, mỗi gia đình lấy một mẫu chỉ ở khu có nguy cơ cao. Phương pháp xét nghiệm ước tính bao gồm 1,3 triệu mẫu diện được xét nghiệm bằng real-time RT-PCR. Ngoài diện được xét nghiệm dự kiến bằng phương pháp xét nghiệm nhanh khoảng 2 triệu mẫu. Nhân lực tham gia sẽ bao gồm bệnh viện y tế công của thành phố, các bệnh viện tư đủ năng lực, bệnh viện y tế của trung ương, cuối cùng là các đội ngũ khác. Kinh phí cho dự án sẽ là ngân sách thành phố, nguồn viện trợ tài trợ Thank you